Vâng, kênh Nhà đất Hòa Hiệp xin kính chào quý vị. Tiếp tục cùng Văn Trung quay và khảo sát một lô đất có diện tích là 32m, chiều ngang sâu là 40m nha quý vị. Thì cái lô đất mình giới thiệu là phía bên này quý vị ha. Xin được thông báo cho quý anh chị biết là cái con đường này mình chạy về tỉnh lộ 329. Chạy về tỉnh lộ 329 khoảng tầm 2 km nha quý vị. Đây là đường thông về 328 của xã Tân Lâm và Hòa Hiệp, trục lộ của 328 và 329. Con đường này rất là lớn nha quý vị. Đường khoảng tầm 12m ha. Đường khoảng tầm 12m. Đây là điện ba pha các kiểu đầy đủ hết. Ở cái phía lô đất mình giới thiệu với quý anh chị là phía bên này nhé. Thì có căn nhà. Đây, có căn nhà này. Phía này có căn nhà đây. Căn nhà và có 50 thổ cư nha quý vị. Lô đất này được chào bán mức giá là 60 triệu một mét nha quý vị. Thương lượng chính chủ luôn ha. Đây, thuận tiện cho mình kinh doanh buôn bán, quán xá gì đó là ok. Còn phía sau thì có trồng tiêu này, có thể trồng thêm cái vườn cây ăn trái gì đó thì, hoặc là rau củ quả gì đấy thì tùy quý vị anh chị mình có thể làm thêm. Chiều ngang là được 32m nha quý vị ơi. Có nhà luôn. Cái lô đất là mình là tới đây không chị? Lô đất mình tới cái trụ bê tông này nha quý vị ơi. Để sâu vào được khoảng 40m ha. Mình thì xin thông báo cho quý anh chị biết là trục lộ này về 329 và cái phía đầu cầu 4 bên này ấy, thì người ta chuẩn bị giải tỏa để làm có dự án là khu công nghiệp đô thị. Nếu quý anh chị nào mua lô đất này rất là hợp lý luôn. Giá hiện tại thì đang là phải chăng, giá 60 triệu mét thương lượng chính chủ ha. Còn trục lộ này để chạy về 328 ha. Chạy về 328 thuộc Tân Lâm, Bầu Lâm. Quý chị nào thấy hợp lý lô đất này liên hệ ngay cho tôi nhé. Ở đây mình có quán luôn này quý vị ơi, có quán cà phê sẵn này. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Quý chị nào mua liên hệ cho Văn Trung nhé.